Thưa quý vị và các bạn, ngày 13 tháng 6 năm 2014, tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 13 đã thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2015. Để bạn xem đài hiểu rõ hơn những điểm mới của luật này, phóng viên chuyên mục hộp thư truyền hình đã có cuộc trao đổi với bà Bùi Thị Nga Giang, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội Lâm Đồng. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa bà, là kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2015 thì cái luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế bắt đầu có hiệu lực. Để người dân hiểu rõ hơn thì đề nghị bà cho biết những cái điểm mới đáng chú ý trong cái luật sửa đổi lần này. Dạ vâng, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế lần này thì có rất là nhiều cái điểm mới quan trọng, mang tính đột phá, cơ bản thì cũng đã khắc phục được những cái hạn chế còn bất cập của luật bảo hiểm y tế cũ số 25, đã tạo được cơ chế pháp lý để thực hiện mục tiêu tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2020 với những nội dung mới như sau. Thứ nhất là quy định bắt buộc phải tham gia bảo hiểm y tế, đặc biệt là bắt buộc phải tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình. Khi tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc theo hộ gia đình thì sẽ được giảm trừ mức đóng từ thành viên thứ hai trong gia đình trở đi. Cụ thể là mức đóng của cái người hộ trong hộ gia đình, người thứ nhất là bằng 4,5% mức lương cơ sở hiện hành, thì người thứ hai, thứ ba, thứ tư được giảm trừ là 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất, và người thứ tư trở đi thì mức đóng là được giảm trừ là 50%, và mức đóng của người thứ năm trở đi là mức đóng chỉ bằng 40% mức đóng của người thứ nhất. Thứ hai là luật sửa đổi bổ sung luật bảo hiểm y tế lần này cũng đã quan tâm nhiều hơn đến quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế, đặc biệt là cái nhóm đối tượng là hộ gia đình người nghèo, người đồng bào dân tộc đang sinh sống tại các cái vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Đối tượng là bảo trợ xã hội thì thay vì trước đây nhóm đối tượng này đi khám chữa bệnh thì phải cùng chi trả là 5% cái chi phí khám chữa bệnh, thì luật sửa đổi lần này là được hưởng 100%, có nghĩa là không cùng chi trả. Cái nhóm đối tượng tiếp theo là hội cựu chiến binh, những người mà tham gia kháng chiến theo quy định của pháp luật về người có công và thân nhân ruột thịt của cái người có công cách mạng, đó là cha mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sĩ, người trực tiếp nuôi dưỡng liệt sĩ, thì bây giờ đi khám chữa bệnh cũng được hưởng 100%, thay vì trước đây nhóm đối tượng này phải cùng chi trả 20%. Và cái nhóm đối tượng tiếp theo đó là cái hộ cận nghèo, thì trước đây cái nhóm đối tượng này khi đi khám chữa bệnh phải cùng chi trả 20%, thì lần này luật sửa đổi là nhóm đối tượng này chỉ phải cùng chi trả 5% chi phí khám chữa bệnh. Một cái quyền lợi nữa đó là cái đối tượng mà trẻ em dưới 6 tuổi, thì khi trẻ có thẻ bảo hiểm y tế đủ 72 tháng tuổi nhưng chưa đến kỳ nhập học thì thẻ bảo hiểm y tế của đối tượng này được kéo dài cho đến ngày 30 tháng 9 của năm đó. Ngoài ra thì cái đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khi mà đã có thời gian tham gia liên tục đủ 5 năm trở lên và có cái số tiền cùng chi trả trong năm là vượt quá 6 tháng lương cơ sở, tức là khoảng 6.900.000 đồng, thì trong năm đó cái đối tượng này cũng không phải cùng chi trả nữa. Đấy là điểm mới thứ hai. Điểm mới thứ ba là cái khi mà mở thông tuyến khám chữa bệnh áp dụng cho một số nhóm đối tượng khi luật bảo hiểm y tế mới có hiệu lực thực hiện, đó là đối tượng thuộc cái hộ gia đình người nghèo, hộ đồng bào dân tộc đang sinh sống tại các vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn, thì khi đi khám chữa bệnh vượt tuyến trái tuyến, có nghĩa là không đúng nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, thì đối tượng này sẽ được hưởng quyền lợi khám chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến huyện, điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến trung ương. Ngoài ra các cái nhóm đối tượng khác mà khi đi khám chữa bệnh vượt tuyến trái tuyến thì cũng được hưởng 70% chi phí khám chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến huyện và 60% chi phí khám chữa bệnh tại bệnh viện tuyến tỉnh và 40% chi phí khám chữa bệnh nội trú tại bệnh viện tuyến trung ương, tức là nâng ở bệnh viện tuyến tỉnh và bệnh viện trung ương đã nâng lên từ 50% lên 60% tại bệnh viện tỉnh và nâng từ 30% đến 40% tại bệnh viện tuyến trung ương, và mở thông tuyến cho tất cả các nhóm đối tượng
là từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 thì thông tuyến là tuyến xã, phòng khám đa khoa khu vực và bệnh viện tuyến huyện, và thông tuyến tỉnh tức là điều trị nội trú tại bệnh viện tỉnh thông tuyến từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 trong toàn quốc. Đấy là cái điểm mới thứ ba. Điểm mới thứ tư là luật bảo hiểm nó cũng quy định cụ thể hơn cái trách nhiệm của cái các bên liên quan, nhất là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế mà không đóng hoặc đóng không đầy đủ thì luật cũng quy định cụ thể với mức xử phạt như sau. Tức là phải đóng đủ số tiền chưa đóng và nộp số tiền lãi bằng 20 lần mức lãi suất liên ngân hàng tính trên cái số tiền và thời gian chậm đóng, đồng thời phải hoàn trả toàn bộ cái chi phí khám chữa bệnh trong cái thời gian mà người lao động bị bệnh đi khám mà chưa có thẻ bảo hiểm y tế. À, vâng, thưa bà, tại sao luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế lại bổ sung cái quy định hộ gia đình phải tham gia bảo hiểm y tế? Như chúng ta đã biết thì cái diện bao phủ bảo hiểm y tế hiện nay là còn thấp. Trong toàn quốc hiện nay thì cái diện bao phủ bảo hiểm y tế chỉ mới đạt ở mức 70,08%. Riêng tại tỉnh Lâm Đồng, tính đến hết năm 2014 thì số người dân có thẻ bảo hiểm trên địa bàn mới đạt ở mức 64%. Có nghĩa như vậy là đối với tỉnh Lâm Đồng chúng ta mới vẫn còn 36% số dân chưa có thẻ bảo hiểm y tế. Và một điểm nữa, tức là quỹ bảo hiểm y tế luôn luôn tiềm ẩn cái nguy cơ bị mất cân đối. Trong những năm qua, sau khi thống kê cái chi phí khám chữa bệnh riêng theo từng nhóm đối tượng thì toàn quốc không riêng gì một tỉnh nào là đều gì mất cân đối ở cái quỹ khám chữa bệnh, quỹ bảo hiểm y tế của những cái nhóm đối tượng mà tự nguyện nhân dân tham gia. Cái luật bảo hiểm y tế cũ ấy, thì quy định đó là người dân ấy tham gia bảo hiểm y tế riêng lẻ, tức là có cái sự lựa chọn ngược, những người thực sự đau ốm, thực sự mắc các cái bệnh mà cần phải điều trị dài ngày thì người ta mới có nhu cầu tham gia, gọi là tham gia thêm lên riêng lẻ. Vậy thì luật sửa đổi bổ sung luật bảo hiểm y tế lần này đã khắc phục được cái điểm tồn tại đó, đó là bắt buộc phải tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình. Như vậy là để lấy gì? Là số đông bù cho số ít, những người khỏe mạnh bù cho những người ốm đau, không may mắc những cái bệnh nan y, bệnh mãn tính cần điều trị dài ngày. Thì những cái khả năng mà khi họ mắc những cái bệnh như vậy thì cái khả năng tài chính của chính bản thân họ hay của gia đình họ không bù đắp nổi. Và cũng thể hiện được tính nhân đạo, tính cộng đồng chia sẻ của chính sách bảo hiểm y tế. Đó là mình vì mọi người và mọi người vì mình. Đồng thời cũng góp phần để thực hiện có hiệu quả cái quyết định số 538 của Thủ tướng Chính phủ về cái lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2020. Vâng, chia chân thành cảm ơn bà đã tham gia với chương trình. Dạ vâng, xin cảm ơn chương trình.